súng tiểu liên AK do Liên Xô sản xuất đầu tiên. AK viết tắt của Automat Kalanikov, súng Kalanikov tự động, do Kalanikov chế tạo năm 1947, còn gọi là súng AK-47, AK thường hay AK cỡ 7,62mm. Sau này có một số súng được cải tiến như AKM, AKMS và nhiều phiên bản khác. Súng AK trang bị cho từng người dùng để tiêu diệt sinh lực địch. Súng có lê để đánh gần. Súng dùng đạn cỡ 7,62mm x 39mm kiểu 1943 do Liên Xô chế tạo hoặc kiểu 1956 do Trung Quốc chế tạo. Súng dùng trung đạn với các loại súng. Súng trường CKC, K63, trung liên RPD, RPK. Tầm bắn ghi trên thức ngắm. 800m, AK cải tiến là 1000m. Tầm bắn hiệu quả. 400m, hỏa lực tập trung. 800m, bắn máy bay, quân nhảy dù. 500m, tầm bắn thẳng. Đối với mục tiêu người nằm cao 0,4m là 350m. Đối với mục tiêu người chạy cao 1,5m là 525m. Tốc độ của đầu đạn. AK, 710m trên dây. AK cải tiến, 715m trên dây. Tốc độ bắn chiến đấu. Phát 1, 40 phát trên phút, liên thanh, 100 phát trên phút. Trọng lượng toàn bộ của súng. Chưa lắp hộp tiếp đạn 30 viên. AK thường nặng 3,8 kg. AKM nặng 3,1 kg. AKMS nặng 3,5 kg. Hộp tiếp đạn chứa 30 viên nặng 0,5 kg. Cấu tạo của súng. Súng tiểu liên AK gồm có 11 bộ phận chính. 1. Nòng súng để định hướng bay cho đầu đạn. 2. Bộ phận ngắm để ngắm bắn vào các mục tiêu ở cự ly khác nhau. 3. Hộp khóa nòng và nắp hộp khóa nòng. 4. Vệ khóa nòng và thoi đẩy 5. Khóa nòng 6. Bộ phận cò 7. Bộ phận đẩy về 8. Ống dẫn thoi đẩy và ốp lót tay 9. Bằng súng và tay cầm 10. Hộp tiếp đạn 11. Lê